làm quen với một cái định nghĩa suy tim. Định nghĩa suy tim của Hội Tim Mạch Việt Nam: suy tim là một hội chứng lâm sàng phức tạp, là hậu quả của những tổn thương thực thể hay rối loạn chức năng của quả tim dẫn đến tâm thất không đủ khả năng tiếp nhận máu, gọi là suy tim tâm trương, hoặc là không đủ khả năng tống máu, gọi là suy tim tâm thu. Như vậy là suy tim là một hội chứng lâm sàng phức tạp. Ta sẽ dừng lại ở đây một chút, có ai nói cho cô được là vì sao gọi suy tim là một hội chứng lâm sàng phức tạp không? Nó có nhiều ý để suy tim. À, nó có gì em? Nó liên quan đến rất nhiều các ý khác để suy tim. À, đúng rồi, một ý đúng đó là có rất nhiều những bệnh cảnh có dấu hiệu suy tim ở trong đó. Rồi gì nữa? Tại sao nó lại là một hội chứng lâm sàng phức tạp? Sở dĩ người ta gọi suy tim là một hội chứng lâm sàng phức tạp bởi lẽ ý thứ nhất, như các em đã nói, là nó gặp trong khá nhiều các bệnh cảnh và có thể coi nó là giai đoạn cuối của rất nhiều các bệnh cảnh khác. Thứ hai là nó có thể tại nguyên nhân tại tim nhưng cũng có thể nguyên nhân ngoài tim. Và thứ ba nữa, nó có thể là tổn thương thực thể ở tại tim hay là rối loạn chức năng của tim dẫn đến gì? Tâm thất không đủ khả năng tiếp nhận máu, gọi là suy tim tâm trương, hoặc là không đủ khả năng tống máu thì gọi là suy tim tâm thu. Có một cái khái niệm nữa thì các em sẽ làm quen khi đi lâm sàng, đó là đôi khi thầy thuốc gọi suy tim tâm thu là suy tim có EF thất trái bảo tồn, suy tim tâm trương là suy tim có EF thất trái giảm, còn tâm trương là EF thất trái bảo tồn. Nghĩa là sao? Trong quá trình siêu âm tim người ta sẽ đo một cái chỉ số gọi là chỉ số co bóp của thất trái tính bằng EF, viết tắt của ejection fraction. Đấy, thế thì đây gọi là chỉ số co bóp của thất trái. Thế khi mà nó giảm nhiều thì người ta coi đó là suy tim tâm thu, và nó ở trong cái giới hạn nhất định nó còn được bảo tồn thì gọi là suy tim tâm trương. Về sinh lý bệnh của suy tim khá là phức tạp, và chúng ta sẽ làm quen với việc là cho dù nguyên nhân gì, cho dù là bệnh lý xuất phát từ đâu, thì khi tim hoặc hệ tuần hoàn bị tác động đến chức năng tống máu thì sẽ làm giảm cung lượng tim, và cơ thể của chúng ta sẽ sinh ra một cái cơ chế gọi là cơ chế bù trừ của hệ thống tim và hệ thống ngoài tim. Nhưng khi nào cái bù trừ này nó vượt quá cái khả năng chịu đựng của tim thì lúc đó tình trạng suy tim nó xuất hiện. Như vậy là suy tim sẽ xuất hiện khi nó không còn khả năng bù trừ được nữa. Thế thì đây chính là một cái lược đồ để cho chúng ta thấy cung lượng tim nó phụ thuộc vào bốn cái yếu tố chính như thế này: một là tiền gánh, hai là hậu gánh, ba là sức bóp cơ tim, và cuối cùng là tần số tim. Bất cứ một cái lý do nào làm tăng hay giảm tiền gánh, tăng hay giảm hậu gánh, tăng hay giảm sức bóp cơ tim, hay tăng hay giảm tần số tim đều ảnh hưởng đến cung lượng tim, và khi cung lượng tim giảm thì dẫn đến suy tim. Như vậy chúng ta thấy ví dụ về tiền gánh, tức là nó sẽ người ta đo được bằng áp lực cuối tâm trương thất trái, áp lực đổ đầy thất, độ giãn nở của thất. Khi nào thì tiền gánh, một ví dụ hết sức hay gặp trên lâm sàng đó là gì? Đó là khi bệnh nhân bị quá tải về thể tích tuần hoàn. Làm sao? Trong lâm sàng chúng ta hay gặp ở những bệnh nhân sau mổ. Bác sĩ thường là sau mổ, đặc biệt sau mổ đường tiêu hóa, chúng ta sẽ nuôi dưỡng bệnh nhân bằng đường tĩnh mạch trong một vài ngày để làm sao cho đường tiêu hóa nó phục hồi thì mới có thể cho ăn đường tiêu hóa được. Thế thì chúng ta sẽ phải tính toán ra làm sao để chúng ta chuyển khối lượng tuần hoàn vào nó không vượt quá cái khả năng tải của tim, của hệ thống mạch máu. Nếu như chúng ta chuyển quá nhiều ồ ạt cùng một lúc thì
cái áp lực của tiền gánh rất là lớn, đổ về tim rất là lớn, và lúc đó gì ạ, cái tim nó vượt quá cái khả năng chịu, và nó sẽ gì ạ, nó sẽ dẫn đến suy cái chức năng của khả năng nhận máu về, thì đấy làm tăng gánh nặng cho tim và ảnh hưởng đến cung lượng tim. Thứ hai là sức bóp cơ tim. Sức bóp cơ tim theo luật Starling là có tất cả, không có gì ạ, là giãn tối đa và co tối đa. Có nghĩa là khi mà một cái cơ tim bình thường, nếu như nó giãn ra mạnh hơn một chút thì nó co lại sẽ mạnh hơn một chút. Nhưng trong trường hợp mà nó ảnh hưởng đến cái sức bóp cơ tim, ví dụ là nhồi máu cơ tim, cả một cái vùng của thành tim do một cái động mạch vành nó bị tắc nghẽn. Nó bị tắc nghẽn thì cái vùng cơ tim do nó nuôi dưỡng sẽ không được tưới máu. Và không được tưới máu thì cơ tim ở vùng đó sẽ mất chức năng, rồi dần dần sẽ hoại tử. Và khi mất chức năng và hoại tử đấy thì nó sẽ giảm hẳn cái sức co bóp. Và khi giảm sức co bóp thì đến mức độ mà mất bù của tim thì lúc đó dẫn đến ảnh hưởng trầm trọng đến cung lượng tim. Tiếp theo là hậu gánh. Một trong những bệnh cảnh mà chúng ta hay gặp nhất mà cô vẫn thường ví dụ mà hậu gánh làm tăng tải, tật sức cản mạch hệ thống tăng lên khi mà mất sự mất bù trừ của tim đối với sức cản mạch hệ thống thì lúc đó tình trạng suy tim xuất hiện. Thể hiện trong bệnh cảnh hay gặp nhất đó là tăng huyết áp. Chúng ta biết rằng bình thường huyết áp ngoại biên chỉ có 110, 100 trên 70. Thế khi mà huyết áp tăng lên đến 150, 180, thậm chí là trên 200 thì tim nó sẽ phải bóp mạnh hơn mới tống máu được đi ra ngoại biên để đi nuôi cơ thể. Và cái sự co bóp mạnh hơn đấy nó nằm trong một cái giới hạn nhất định. Khi vượt quá cái giới hạn đó thì tim không còn có khả năng mà thắng được cái áp lực mạch máu ngoại biên. Lúc đó thì xuất hiện tình trạng suy tim cấp và phù phổi cấp. Như vậy là gì ạ? Hậu gánh cũng đóng vai trò hết sức quan trọng chi phối cái cung lượng tim này. Và cuối cùng là tần số tim. Chúng ta biết rằng là nhịp tim của con người chúng ta không bao giờ ở một con số nhất định. Chúng ta có thể đi nhanh một chút thôi, tim nó đã đập nhanh hơn lên một chút. Chúng ta gặp một những tình huống làm cho chúng ta lo lắng, hồi hộp, tim cũng đập nhanh hơn một chút. Nhưng sau đó lại hoàn toàn bình thường. Đó là sự bù trừ của cơ thể, của tim đối với tình trạng tăng nhịp tim. Nhưng trong một số tình huống, ví dụ cân nhịp nhanh kịch phát trên thất chúng ta để kéo dài. Đấy, thế thì sẽ có sự mất bù trừ của tim đối với sự tăng nhịp tim này. Tim nó không còn có khả năng co bóp một cách bình thường nữa mà có rất nhiều nhát bóp rỗng. Và chính các cái nhát bóp rỗng đấy nó làm cho cái cung lượng tim thay đổi. Và cung lượng tim thay đổi chính là xuất hiện cái suy tim. Rồi rất nhiều các tình huống bệnh lý tim mạch làm cho tần số tim nhanh hơn nữa. Thế thì chúng ta đã làm quen rồi. Và dần dần chúng ta sẽ thấy rằng tăng tần số tim là một trong những lý do mà chúng ta sẽ phải điều trị ngay. Nếu không có thì chúng ta sẽ để bệnh nhân dẫn đến suy tim. Tại tim thì bù trừ ra làm sao? Tâm thất nó giãn theo luật Starling, rồi phi đại tâm thất lên, thoái hóa và chết tế bào cơ tim theo chương trình gọi là apoptosis. Đấy là cơ chế bù trừ trong suy tim. Và nó sẽ hoạt hóa hệ thần kinh thể dục, kích thích thần kinh giao cảm đáp ứng lâu ngày thì sẽ dẫn đến giảm mật độ các receptor beta trong tế bào cơ tim và giảm đáp ứng với các catecholamine. Tăng hoạt động thần kinh giao cảm ngoại vi, nó có thể co mạch da, mạch thận và mạch các tạng. Tăng hoạt động của hệ renin-angiotensin liên quan đến việc dùng thuốc ức chế hệ renin-angiotensin trong điều trị suy tim. Rồi ngoài ra còn có hệ vasopressin cũng là hệ mà làm co mạch. Và đặc biệt các cái yếu tố của suy tim đã xuất hiện. Đó là những chất trì điểm sinh học. Nó được tạo ra khi các buồng tim bị giãn và nó được gọi là các cái hormone lợi tiểu. Các cái hormone lợi niệu này nó sẽ ở một cái dạng giới hạn nhất định. Bình thường thì nó ở một cái giới hạn rất nhỏ. Nhưng khi có suy tim, khi có giãn buồng tim thì các cái yếu tố dấu ấn sinh học này nó sẽ tăng lên. Ngoài ra, một số các cái cơ chế bù trừ khác ở trong tim. Thế để phân loại suy tim thì có rất nhiều cách phân loại. Ví dụ, suy tim trái, suy tim phải, suy tim tâm thu, suy tim tâm trương, suy tim cấp, suy tim mạng. Ở cái bảng phân độ này là phân độ theo diện, theo phân số tống máu.
mà muốn phân độ theo phân số đúng máu thì phải gì? Phải siêu âm Doppler tim thì mới có cái con số EF này. Đó. Phân số đông máu nó chứng minh cái khả năng co bóp của thất trái còn tốt hay không còn tốt. Nếu như suy tim với phân suất đông máu giảm xuống dưới hoặc bằng 40% thì còn gọi là suy tim tâm thu. Còn phân suất đông máu mà trên 50% thì còn gọi là suy tim tâm trương. Trên 50 nhưng mà dưới 60 thì gọi là suy tim tâm trương. Phân suất đông máu bảo tồn giới hạn, tức là nó từ 41 cho đến 49%. Những bệnh nhân này rơi vào giới hạn hoặc ở nhóm trung gian. Đặc điểm lâm sàng, điều trị và dự hậu tương tự như bệnh nhân suy tim phân suất đông máu bảo tồn, tức là suy tim tâm trương. Còn một cái loại nữa gọi là phân suất đông máu bảo tồn cải thiện khi EF lớn hơn 40%. Những bệnh nhân này có phân suất đông máu cải thiện hoặc hồi phục, có thể có đặc điểm lâm sàng khác biệt với bệnh nhân suy tim phân suất đông máu bảo tồn hay phân suất đông máu giảm. Và cái này thì người ta còn thêm nhiều các cái nghiên cứu nữa để mà nghiên cứu về cái nhóm này. Chúng ta đi đến cái nguyên nhân suy tim. Sẽ có hai nhóm nguyên nhân chính dẫn đến suy tim, và trong cái nguyên nhân này cô sẽ đi sâu vào phân tích từng nguyên nhân một để cho chúng ta hiểu được. Một nhóm là nguyên nhân nền, tức là cái nguyên nhân chính thúc đẩy tim nó suy. Thứ hai lại là nhóm nguyên nhân thúc đẩy hoặc là làm nặng thêm. Đó là gì? Là nhóm nguyên nhân mà trên nền của bệnh nhân đã có vấn đề về tim mạch hoặc suy tim rồi. Thì cái nhóm nguyên nhân này làm thúc đẩy, làm nặng thêm cái tình trạng suy tim. Thì gọi là nguyên nhân thúc đẩy hay yếu tố làm nặng. Là chúng ta sẽ đi vào những bệnh cảnh chính dẫn đến suy tim tâm thu. Nguyên nhân đầu tiên và bây giờ hay gặp nhất trong ngành tim mạch dẫn đến suy tim tâm thu đó là gì? Bệnh lý mạch vành. Những cái động mạch mà nó chi phối cho vùng thất trái, động mạch lưng thất trước, động mạch mũ, chi phối cho cái sự co bóp của tim, thì có thể khi mà nó hẹp, nó tắc sẽ dẫn đến bệnh cảnh gọi là nhồi máu cơ tim, hay còn gọi là có những trường hợp dẫn đến sốc tim rất nặng do nhồi máu cơ tim. Như vậy là hai cái bệnh cảnh hay gặp đó là nhồi máu cơ tim hoặc là những trường hợp nó chưa tắc hẳn, nó dẫn đến tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim. Cả hai cái bệnh cảnh này đều dẫn đến làm giảm khả năng co bóp của cơ tim. Rõ ràng rồi, khi chúng ta biết rằng bình thường mạch máu được nuôi dưỡng bởi hệ thống động mạch vành, vì một lý do nào đó mà hay gặp nhất là do xơ vữa mạch máu. Mạch vành một nhánh hay hai nhánh, thậm chí là cái thân trung động mạch vành nó bị tắc, thì dẫn đến bệnh cảnh của nhồi máu cơ tim cấp. Cả một vùng cơ tim rộng lớn không được nuôi dưỡng, và như vậy nó không đủ chức năng co bóp. Lúc đó cơ thể chúng ta rơi vào tình trạng sốc rất nặng nề, và do vậy mà giải thích được một số trường hợp bệnh mạch vành xuất hiện không kịp đưa đến viện nữa. Người ta có thể chỉ cần một cái cơn đau ngực thôi, người ta ôm ngực một chút, người ta đã ngừng tim mất rồi. Thì đây chính là bệnh mạch vành, một trong bệnh cảnh gây suy tim tâm thu rất nhiều và thậm chí gây đến sốc tim. Thứ hai là tăng tải áp lực mạn tính, ví dụ bệnh tăng huyết áp hay là bệnh van tim gây nghẽn. Tăng huyết áp cô đã giải thích cơ chế lúc nãy rồi. Còn bệnh thứ hai là bệnh van tim gây nghẽn, ví dụ hẹp van động mạch chủ. Chúng ta biết rằng bình thường van động mạch chủ sẽ mở rộng ra trong thủy tâm thu để máu toàn bộ tống từ thất trái vào cái động mạch chủ để đi nuôi cơ thể. Vì lý do nào đó mà cái van động mạch chủ nó hẹp, mà chúng ta hay gặp nhất là trong trường hợp thấp khớp để lại hậu quả ở van. Thế thì van động mạch chủ hẹp làm cản trở dòng máu từ vùng thất trái tống vào động mạch chủ và làm cho gì ạ? Tăng cái áp lực ở trong vùng thất trái. Lâu ngày làm tăng quá tải cái sự co bóp của thất trái thì cuối cùng sẽ dẫn đến suy tim, giống như trường hợp tăng cái huyết áp ngoại vi vậy. Tiếp theo là bệnh tăng thể tích mạn tính, như là bệnh hở van, mà trong trường hợp này chúng ta có thể gặp điển hình nhất chính là gì ạ? Hở van động mạch chủ hoặc là gì? Hở van hai lá. Khi van động mạch chủ nó hở thì sao ạ? Trong thì tâm trương, một lượng máu rất lớn nó quay trở về cái vùng động mạch chủ. Bình thường van động mạch chủ nó đóng lại trong thủy tâm trương, thì
thì máu không thể từ động mạch chủ chảy ngược về thất trái được. Nhưng trong trường hợp mà hở van động mạch chủ, đặc biệt những trường hợp hở van nặng, thì gì ạ? Lượng máu đáng nhẽ nó trở về, nó gặp van động mạch chủ, nó dừng lại thôi, thì nó lại chui qua cái lỗ van hở đó, nó trở về buồng thất trái. Như vậy, thất trái ngoài cái việc đón dòng máu từ nhĩ trái xuống thất trái trong thủy tâm trương, còn đón máu từ động mạch chủ trở về thất trái. Như vậy, một lượng, gọi là một khối lượng tuần hoàn lớn hơn bình thường đã làm cho thất trái nó bị quá tải. Và quá tải mạn tính như vậy cuối cùng dẫn đến suy cái chức năng co bóp của tim. Có một cái bệnh cảnh nữa, đó là bệnh cảnh dòng chảy thông trong tim. À, trong trường hợp này, ví dụ như là gì ạ? Ví dụ như là có cái lỗ ống thông mà thông liên nhĩ hay thông liên thất mà gì ạ? Mà chúng ta đang có một cái gọi là cái sân, tức là dòng chảy qua lỗ thông đó đi từ trái qua phải. Bình thường áp lực trong buồng tim trái cao hơn áp lực trong buồng tim phải. Nếu có lỗ thông ở buồng tâm nhĩ hoặc tâm thất bên trái thì trong mỗi kỳ co bóp nó có thể tống máu ngược sang bên phải. Và khi nào nó đổi sân? Khi mà áp lực bên phải dần dần nó tăng lên và nó đổi chiều. Đổi chiều thì dòng máu lại từ bên phải qua bên trái. Thì từ bên nào qua bên nào thì cũng sẽ làm cho bên đó tăng cái thể tích tuần hoàn lên. Và khi tăng một cách mạn tính dần dần dẫn đến suy chức năng co bóp của tim. Tiếp theo là bệnh cơ tim giãn nở không thiếu máu cục bộ. Đây là một trong những bệnh cảnh chúng ta có thể gặp ở cả những người trẻ tuổi. Tuy hiếm gặp nhưng khi đã gặp rồi thì phương án xử trí khá nan giải. Nó có thể do rối loạn di truyền hoặc gia đình, rối loạn do thâm nhiễm, tổn thương do thuốc hoặc nhiễm độc, bệnh của chuyển hóa, do virus hoặc các tác nhân nhiễm trùng khác. Đến giờ người ta cũng chưa định được là nguyên nhân gì là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến cái bệnh cơ tim giãn này. Tuy nhiên, khi đã mắc bệnh cơ tim giãn, tiên lượng rất nặng nề. Cô đã kể cho các em nghe rồi, cô xin kể lại là một trường hợp thanh niên đi làm phụ hồ thợ xây đấy. Và những cái trường hợp mà đi làm thợ xây thường sức khỏe người ta rất tốt. Nhưng mà đến một thời điểm cậu đó thấy rằng là không thể làm được bình thường nữa, làm một lúc đã mệt rồi. Nhưng mà cậu đó vẫn cố gắng. Nhưng mà đến thời điểm sau đó nữa thì cậu ấy thậm chí là đi bộ cũng mệt, cũng khó thở. Và lúc đó thì đến bệnh viện Bạch Mai để khám. Và khi đến Bạch Mai thì khám thì bác sĩ đã nhận ra rằng bệnh nhân này đang có dấu hiệu suy tim rất nặng nề trên lâm sàng. Và suy tim do nguyên nhân gì thì bác sĩ phải đi tìm. Đi tìm là gì? Siêu âm tim, điện tâm đồ, X quang tim phổi. Điện tâm đồ và X quang tim phổi cho thấy rằng có gì ạ? Có giãn cái buồng, cái hình ảnh ở trên X quang là tim rất là to. Và khi cho bệnh nhân siêu âm tim thì chúng ta chẩn đoán được là bệnh cơ tim giãn. Là cái thành tim nó giãn rất mỏng ra, nó mỏng hơn mức bình thường rất nhiều, mà cái buồng tim thì giãn rộng ra. Và lúc đó cái khả năng co bóp của cơ tim rất là kém. Những bệnh nhân này cái khả năng hồi phục rất là khó. Và thường là sẽ phải đặt máy tạo nhịp để làm sao cho cái tim nó hoạt động được một cách đều đặn. Tuy nhiên máy tạo nhịp đôi khi cũng không giải quyết được vấn đề, bởi vì cơ tim nó quá giãn và cái chức năng co bóp nó không còn được nữa, thì người ta sẽ phải tính đến chuyện gì thay tim. Và đây là một trong những bệnh nhân, những bệnh cảnh mà có chỉ định phải thay thế tim, ghép tim. Một trong những bệnh cảnh nữa dẫn đến suy tim tâm thu đó là rối loạn nhịp và tần số tim. Vì sao rối loạn nhịp và tần số tim lại làm cho suy tim? Ví dụ nhịp tim chậm mạn tính, nhịp tim nhanh mạn tính. Đó. Thế thì cũng với cái dòng mà giải thích như trên thì cô sẽ mời các em là giải thích cho cô tại sao nhịp nhanh lại dẫn đến suy tim. Chúng ta cùng nhau trao đổi cho cái bài học nó được phong phú và cái việc học nó cảm thấy nó thú vị hơn. Nhịp tim nhanh thì khi mà bóp quá nhanh thì tâm trương máu chưa kịp đổ đầy xuống thì đã bị tống ra ngoài rất nhiều lần.
tim sẽ phải bóp rất nhiều nhát rỗng. Thì quá trình bóp lâu như vậy thì dẫn đến nó sẽ vượt quá mức cái sức chịu tải của cơ tim, dẫn đến suy tim. Đúng rồi, em đã giải thích đúng về cái việc là tim nhịp đập nhanh quá nó sẽ gì ạ, không đủ cái áp lực đổ đầy. Cái thứ hai nữa là nhịp nhanh quá thì dẫn đến tình trạng đau thắt ngực. Vì sao lại đau thắt ngực? Vì sao nhịp tim nhanh quá lại đau thắt ngực, và thậm chí là khi làm điện tâm đồ còn có thể thấy hình ảnh của thiếu máu cục bộ cơ tim nữa. Vì sao vậy? Có ai biết không? À, cô xin giải thích. Ý thứ nhất em đã giải thích được rồi, đó là dị nhịp quá nhanh làm cho sự áp lực đổ đầy chưa đầy đủ và cái khối lượng tuần hoàn trở về tim chưa đầy đủ. Và khi khối lượng tuần hoàn trở về tim chưa đầy đủ thì tim thường là bóp trong cái tình trạng gọi là thiếu thể tích tuần hoàn so với bình thường. Và với nhiều cái nhịp như vậy mà nó lại phải đập nhanh như vậy, nó vượt quá cái tải chịu đựng của cơ tim và cơ tim nó sẽ bị suy. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Là khi nhịp quá nhanh ý, thì cái lượng máu để chui vào mạch vành nó sẽ giảm đi. Vì sao vậy? Bởi vì chưa kịp là về tâm trương thì đã lại tâm thu rồi, mà mạch vành chủ yếu được nuôi dưỡng trong kỳ gì? Kỳ tâm trương. Như vậy là nhịp nhanh quá làm cho lượng máu vào động mạch vành ít hơn và làm cho dẫn đến suy tim. Thì cứ như vậy chúng ta sẽ suy ra. Tiếp theo là cái nhóm bệnh tim do phổi mạn tính. Có ai giải thích cho cô vì sao bệnh phổi mãn tính, đặc biệt là bây giờ xã hội hiện đại chúng ta hay gặp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, một trong những bệnh cảnh mà cuối cùng chết hầu hết là do tâm phế mạn, tức là suy tim do bệnh phổi mãn tính. Vậy tại sao bệnh phổi mãn tính lại dẫn đến suy tim? Em nói cô là em nghĩ là tại vì cái nguyên nhân của bệnh phổi mãn tính thì gây ra do cái luồng khí bị tắc nghẽn ở trên phổi, mà vòng tuần hoàn của mình thì có một vòng tuần hoàn nhỏ là vòng tuần hoàn từ tim đi lên phổi. Khi phổi bị tắc nghẽn thì cái máu sẽ bị ứ ở ở ở tim, và sau đó là tim sẽ phải cố cố bóp lên để nó di chuyển lên phổi ạ. Thì lâu ngày do cứ cái áp lực lớn như thế làm cho tim làm việc quá công suất và bị suy ạ. Ừ, có một ý đúng thôi. À, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là gì? Là một trong những cái bệnh cảnh mà nó gây viêm mãn tính đường thở, làm cho tắc nghẽn luồng khí vào để trao đổi khí. Và khi tắc nghẽn luồng khí đó thì hậu quả dẫn tới là gì? Là cơ thể thường xuyên trong tình trạng thiếu oxy một cách mãn tính. Và khi cơ thể chúng ta thiếu oxy thì cơ chế gì sẽ xảy ra nhỉ? Cơ chế bù trừ. Đúng rồi, cơ chế bù trừ sẽ xảy ra, và cơ chế bù trừ xảy ra nó sẽ bắt cái thở phổi phải thở nhanh nhiều hơn lên trong 1 phút, tim cũng phải đập nhanh hơn để làm sao ạ, tăng cường các cái vòng tuần hoàn để đi nuôi cơ thể mà hy vọng rằng sẽ mang được nhiều oxy đến cho các tế bào, các cơ quan của toàn bộ cơ thể. À, chính vì vậy người ta coi bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không phải chỉ là bệnh của phổi mà còn là bệnh liên quan đến toàn thân. Bởi lẽ gì nó gây ra thiếu oxy toàn bộ cơ thể. Thì đấy là ý thứ nhất, làm cho cái tim phải đập nhanh hơn lên, đập nhiều hơn lên. Ý thứ hai nữa, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính lâu ngày sẽ dẫn đến tăng áp lực trên động mạch phổi. Và khi áp lực động mạch phổi tăng thì sẽ làm cho cái buồng thất nào nó phải gắng sức. Như các em vừa giải thích, đó là buồng thất gì? Phải. Thất phải sẽ phải gắng sức. Và thất phải gắng sức lâu ngày sẽ dẫn đến gì? Dẫn đến suy tim phải. Do vậy chúng ta sẽ thấy bệnh nhân tâm phế mạn bao giờ cũng có suy tim phải, dày nhĩ phải, dày thất phải trước đã, rồi cuối cùng mới suy tim toàn bộ. À, có xin dừng ở đây một chút, là có một hiện tượng nữa ở những bệnh nhân mà tâm phế mạn, tức là bệnh
tim mạn tính do phổi. Đó là gì? Bệnh nhân rất đa hồng cầu. Bệnh nhân sản sinh cực kỳ nhiều hồng cầu, thậm chí có những trường hợp 7 triệu, 8 triệu hồng cầu. Hematocrit có thể tới đến 50-60%. Có ai biết vì sao bệnh nhân lại nhiều hồng cầu thế không? Sản sinh nhiều hồng cầu để trao đổi oxy gọi. Nhưng mà vì oxy do kém, do phổi đang bị tắc nghẽn, không thể trao đổi được, quá trình trao đổi oxy trong máu kém, đó là thì dẫn đến là thì đúng thì theo bình thường theo cơ chế bù trừ là nếu mà khi cơ thể thiếu oxy thì thận sẽ sản xuất ra erythropoietin để sản sinh hồng cầu để tiếp nhận oxy của. Rồi, em đã đúng. Như thế này, khi mà bệnh phổi mạn tính như lúc nãy cô đã nói, làm cho cơ thể thiếu oxy một cách mạn tính, đúng không ạ? Thiếu oxy một cách mạn tính thì nó sẽ thúc đẩy một cái cơ chế bù trừ. Và đây chính là một trong những cơ chế bù trừ, là nó thúc đẩy cái yếu tố ở thận là erythropoietin, nó tăng sản xuất lên để nó kích thích cái thận, cái tủy xương sản xuất thêm nhiều hồng cầu để làm sao bù trừ được cho cái việc gọi là thiếu oxy. Thế tăng nhiều hồng cầu như vậy nhưng mà cái phổi nó cũng vẫn cứ gì ạ, cứ viêm mạn tính và nó không đáp ứng được cái việc trao đổi oxy. Cho nên cơ thể cứ tăng hồng cầu thôi, cứ tăng hồng cầu mà vẫn không đáp ứng được cái sự thiếu oxy của các cơ quan tổ chức. Chính vì vậy mà bệnh nhân có hiện tượng đa hồng cầu, mà một số bệnh nhân tâm phế mạn đến viện là các thầy thuốc phải gì ạ, phải trích máu bớt đi. Nếu không thì bệnh nhân đa hồng cầu quá mức sẽ có nguy cơ tắc mạch. Thế cho nên là phải trích máu bớt xong, sau đó lại truyền thêm dịch để làm sao ạ? Và loãng bớt cái máu đó ra. Tuy nhiên là trong trường hợp đã có suy tim thì cái việc truyền cũng phải hết sức cẩn thận. Thế đấy là những cái nguyên nhân mà dẫn đến suy tim. Còn một nhóm các tình trạng mà cung lượng cao dẫn đến suy tim. Đó là gì? Từ nãy giờ các em thấy có những bệnh gì ạ? Tại tim, nhưng có những bệnh không phải tại tim mà tâm phế mãn, bệnh tim do phổi cũng là một trong bệnh không phải tại tim. Thứ hai là rối loạn chuyển hóa như là cường giáp hoặc là rối loạn dinh dưỡng, thí dụ như là bệnh nhân thiếu gì ạ, thiếu vitamin B1 dẫn đến bệnh cảnh beriberi. Thì sao ạ? Có phải là do tại tim đâu, mà là do gì? Do cường hormone giáp trạng. Hormone giáp trạng là một trong những loại hormone nó tác động lên thần kinh thực vật, cường gây cường giao cảm rất mạnh và làm cho bệnh nhân gì tăng nhịp tim lên. Cho nên các em học bài Bazardo, các em sẽ thấy bệnh nhân gì có những cái triệu chứng kinh điển, đó là gì, biếu cổ, run tay, lồi mắt, ba cái triệu chứng rất kinh điển của Bazardo. Thì trong một trong ba cái tiêu chuẩn đấy là run tay, lồi mắt đấy, nhưng mà thêm một cái tiêu chuẩn nữa đó là gì, bắt mạch thì thấy nhịp tim rất là nhanh. Bệnh nhân thường hồi hộp, đánh trống ngực. Và nếu như chúng ta không giải quyết được cái vấn đề cường hormone giáp này, không giải quyết được cái bệnh lý Bazardo, thì bệnh nhân sẽ dẫn đến suy tim. Tương tự như vậy, thiếu vitamin B1 dẫn đến gì ạ? Dẫn đến cái rối loạn chuyển hóa, và bệnh nhân thông thường ảnh hưởng đến cái hoạt động của tế bào cơ tim và dẫn đến suy tim. Tiếp theo là một bệnh cảnh làm cho cung lượng tăng cao, đó là nhu cầu dòng máu thái quá. Ví dụ như là ở những bệnh nhân dòng chảy thông động tĩnh mạch hệ thống. Đặc biệt các em thấy trong những bệnh nhân mà thận nhân tạo chu kỳ. Để mà lọc máu cho bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ, người ta không chỉ sử dụng máu tĩnh mạch. Bởi vì nếu chỉ hút máu tĩnh mạch thì nó không đủ lưu lượng để chạy qua cái máy lọc để mà lọc cho bệnh nhân. Như vậy là người ta sẽ phải làm cái cầu nối sang động mạch song song với nó. Ví dụ ở tay đấy, động mạch và tĩnh mạch quay. Người ta nối một cái cầu nối, gọi là phẫu thuật làm cầu nối, fistin. Với cái cầu nối đấy thì người ta sẽ rút máu được cả máu động mạch, cả máu tĩnh mạch ra khỏi bệnh nhân. Đó. Và sau đó thì lại, sau khi mà lọc xong rồi sẽ quay trở về người bệnh. Và như vậy thì cái dòng chảy thông động tĩnh mạch này nó làm cho cái dòng lưu thông dòng máu ở cơ thể nó tăng lên. Và khi nó tăng lên thì làm cho gì ạ? Làm cho cái tim nó phải hoạt động nhiều hơn, nó sẽ bị suy. Hay những trường hợp thiếu máu mạn tính thì cũng
chung với cái không khác gì cái cơ chế của bệnh phổi mãn tính. Nhưng trong trường hợp này là thiếu hẳn hemoglobin, thiếu cái gì, thiếu cái nguyên liệu để mà vận chuyển oxy đi các nơi. Chính vì vậy mà bệnh nhân cũng thiếu oxy mãn tính. Và khi thiếu oxy mãn tính thì tăng cái nhu cầu dòng chảy tới đó và cuối cùng dẫn đến quá tải cho tim. Thì đấy là những nguyên nhân suy tim tâm thu. Còn ngoài ra chúng ta sẽ gặp gì? Nhóm suy tim tâm trương. Suy tim tâm trương thì cũng có rất nhiều nguyên nhân, trong đó bệnh động mạch vành cũng có thể dẫn đến suy tim tâm trương, tăng huyết áp, hẹp van động mạch chủ, bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim hạn chế dẫn đến suy tim tâm trương, làm suy giảm khả năng nhận máu về. Các nguyên nhân hay yếu tố làm nặng suy tim chúng ta sẽ thấy ở đây. Nguyên nhân đầu tiên chúng ta hay gặp là giảm thuốc điều trị suy tim không đúng. Cô nói ví dụ một bệnh nhân suy tim đang được điều trị thuốc lợi tiểu, mỗi ngày một viên furosemid, và bệnh nhân sẽ cảm thấy rất là dễ chịu vì hàng ngày bệnh nhân đi tiểu được độ khoảng 1 lít 2 đến 1 lít rưỡi cứ như vậy dưới cái tác dụng của thuốc furosemid mỗi ngày. Thế nhưng mà vì bệnh nhân thấy sau một tuần điều trị thấy dễ chịu quá rồi thì bệnh nhân mà tôi đã ổn rồi cho nên là không dùng thuốc nữa mà tự ý ngừng thuốc đó. Và khi ngừng thuốc đó thì lượng nước tiểu của bệnh nhân bình thường vẫn tiểu được lít 2 đến lít rưỡi, bây giờ không dùng lợi tiểu thì chỉ tiểu được 300 đến 400 ml thôi. Và vì mà không lợi tiểu cho nên là cái lưu lượng tuần hoàn nó bị ứ lại trong cơ thể. Và khi nó ứ lại trong cơ thể nó sẽ làm tăng gánh nặng cho tim và cuối cùng tình trạng suy tim lại xuất hiện nặng nề hơn. Đó là cái việc mà bệnh nhân giảm thuốc điều trị không đúng. Hay nguyên nhân làm nặng thêm suy tim đó là gì? Thiếu máu cơ tim hay nhồi máu cơ tim. Ở trên một bệnh nhân đã đang điều trị suy tim vì một lý do nào đấy rồi, hoặc là vì chính nhồi máu cơ tim cũ rồi, bây giờ lại xuất hiện một mạch vành mới, nó bị tắc hoặc là nó bị gì, nó bị hẹp một cách có ý nghĩa. Thế thì khi mà nó tắc nó hẹp như vậy thì lại làm cho một vùng cơ tim nữa bị ảnh hưởng đến chức năng co bóp và làm cho tình trạng suy tim nặng hơn lên. Tiếp tục nữa, đó là loạn nhịp. Các em biết rồi, lúc nãy chúng ta đã trả lời được cái ý là vì sao loạn nhịp lại dẫn đến suy tim rồi. Thế thì trên nền một người đang điều trị suy tim mà người ta lại xuất hiện cái loạn nhịp. Ví dụ như xuất hiện cơn nhịp nhanh, xuất hiện rung nhĩ nhanh, thì lúc đó sẽ dẫn đến suy tim. Tiếp theo là tình trạng nhiễm trùng cũng là một trong những yếu tố làm nặng thêm suy tim. Có ai giải thích cho cô vì sao nhiễm trùng lại làm nặng thêm suy tim không? Ở đây là nhiễm trùng máu đúng không? Nhiễm trùng ở cơ thể chúng ta, bất cứ một cái nhiễm trùng nào đó của cơ thể. Vi khuẩn sẽ đi theo dòng máu, trở về tim. Nó sẽ tấn công ảnh hưởng đến các tế bào cơ tim. Không, nó không làm được cái việc đó đâu. Nó không làm sao mà lại đi vào luồng máu rồi làm ảnh hưởng đến cơ tim được đâu. Em nghĩ là do khi bị nhiễm trùng thì cơ thể kiểu nhiễm virus vi khuẩn thì cần nhiều năng lượng hơn thì được bơm máu nhiều hơn. Cơ thể sao em? Cần nhiều năng lượng hơn do cũng nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Nên là cần bơm máu nhiều hơn. Có một ý nhỏ đúng thôi. Khi mà cơ thể chúng ta nhiễm trùng thì chúng ta sẽ có cái phản ứng gọi là phản ứng đáp ứng viêm hệ thống của cơ thể. Đáp ứng viêm hệ thống để chống lại tình trạng nhiễm khuẩn. Tức là khi con vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể chúng ta sẽ có cơ chế để đề kháng con vi khuẩn. Mà cái cơ chế đề kháng đấy chính là cái khả năng đáp ứng viêm hệ thống. Và đáp ứng viêm hệ thống nó thể hiện bằng gì? Bằng nhịp tim nhanh hơn lên, nhiệt độ tăng cao. Và cứ mỗi nhiệt độ tăng cao thì sẽ làm nhịp tim tăng nhanh thêm độ khoảng 5 đến 10 chu kỳ một phút. Thế rồi làm cho nhịp thở cũng tăng lên, nhịp tim tăng lên, nhiệt độ tăng lên.
Và chính cái nhịp tim tăng lên này trên nền một người đang suy tim sẽ làm cho gì ạ? Sẽ làm cho tình trạng suy tim nặng nề hơn. Tiếp theo đó là thiếu máu. Em biết rồi, thiếu máu thì trong trường hợp đã suy tim rồi, bây giờ vì lý do nào đấy, ví dụ như bệnh nhân lại xuất huyết tiêu hóa và dẫn đến chảy máu ồ ạt đường tiêu hóa. Thế thì gì ạ? Cái lượng máu mất đấy sẽ, nếu không được bù ngay, sẽ làm cho gì ạ? Làm cho cái tim nó phải tăng cường làm việc lên nhiều lần để nó bù đắp lại cái lượng máu thiếu. Thì các cơ quan bộ phận trong cơ thể đòi hỏi cái việc phải cung cấp oxy. Phải cung cấp oxy làm sao cho nó đủ để mà duy trì được hoạt động của các cơ quan, các bộ phận. Và chính vì vậy cái tim phải làm việc rất nhiều, tăng nhịp rất nhanh và dẫn đến suy tim nặng nề hơn. Tiếp theo nữa là khởi đầu sử dụng một số thuốc có thể làm nặng thêm suy tim, ví dụ như thuốc ức chế canxi. Nếu như trên một bệnh nhân mà vào viện vì một tình trạng suy tim và có nhồi máu cơ tim rồi, thì nếu như chúng ta dùng nhóm ức chế canxi, chúng ta rất có thể sẽ làm cho cái tim của bệnh nhân đờ ra. Bởi vì làm sao ạ? Bởi vì là tác động của cái ức chế canxi lên cái sự co bóp của tế bào cơ tim. Hay là thuốc chặn beta cũng vậy. Chúng ta đã gặp trên lâm sàng những trường hợp bệnh nhân đến cấp cứu bởi vì dùng cùng một lúc vừa digoxin là thuốc làm giảm nhịp tim, vừa thuốc chặn beta cũng làm chậm nhịp tim. Thế là bệnh nhân rơi vào nhịp chậm một cách cấp cứu và suy tim rất nặng, phải cấp cứu. Một số trường hợp dùng kháng viêm không steroid cũng có thể ảnh hưởng đến suy tim, nhưng mà không phải là cái nhóm thuốc điển hình gây suy tim. Và một trong những cái thuốc mà chúng ta dùng sai là có thể dẫn đến suy tim rất nặng, đó là thuốc chống loạn nhịp. Chống loạn nhịp các nhóm, sau này chúng ta khi mà ai học sâu vào chuyên khoa tim mạch thì chúng ta sẽ học các cái nhóm thuốc chống loạn nhịp. Cô nói ví dụ một cái loạn nhịp nhanh, chúng ta sẽ dùng cái thuốc chống loạn nhịp ra làm sao để kiểm soát nhịp nó vừa về với cái nhịp xoang thôi, chứ nó lại không làm quá chậm nhịp tim. Nhưng mà chúng ta dùng sai một chút nó sẽ làm gì? Tác dụng ngược lại. Thậm chí là gì ạ? Lại còn xuất hiện những ngoại tâm thu nữa. Thì cái này về sau mà học sâu thì các em sẽ hiểu được. Tiếp theo, những yếu tố có thể làm nặng thêm suy tim đó là tình trạng không tiết chế. Không tiết chế trong việc ăn uống, và chính vì vậy bệnh nhân rơi vào tình trạng thừa cân béo phì. Hôm trước cô đã giảng cho các em bài hẹp hai lá rồi. Rõ ràng là gì ạ? Rõ ràng là ở những bệnh nhân hẹp hai lá, cơ thể người ta càng gầy càng còm thì cái sự bù đắp, sự bù trừ cho cái tim càng tốt hơn. Còn nếu mà người ta lại béo, người ta thừa cân béo phì thì có lẽ người ta sẽ rơi vào những tình trạng suy tim rất nặng nề. Bởi lẽ gì ạ? Bởi lẽ là cái tim nó chịu tải một cách phù hợp so với cơ thể thôi. Cho nên những trường hợp thừa cân béo phì là một trong những yếu tố nguy cơ tim mạch độc lập sẽ làm cho cái tình trạng suy tim xuất hiện. Tiếp theo là uống rượu. Rồi những người có thai. Có thai, cô đã giải thích cho các em rồi, ở thai kỳ thứ 2, thứ 3 trở đi, bệnh nhân cái lưu lượng tuần hoàn nó tăng lên, thể tích tuần hoàn tăng lên, huyết áp cũng có biến động, nhịp tim cũng có biến động đều theo xu hướng tăng lên. Mà lúc đó bệnh nhân lại trên nền cái suy tim có sẵn rồi. Mà hôm trước cô đã ví dụ một những trường hợp mà có bệnh hẹp van hay lá có suy tim. Bây giờ có thai là một gắng sức quá lớn với bệnh nhân và lúc đó tình trạng suy tim sẽ xuất hiện. Nếu chúng ta không giải quyết được cái tình trạng hẹp hai lá đó thì có nguy cơ là tử vong cả mẹ lẫn con. Chính vì vậy y học phải đặt ra những giải pháp để điều trị cho những trường hợp mà cực chẳng đã như vậy. Rồi những trường hợp huyết áp tăng cao, lẽ ra suy tim chúng ta sẽ phải kiểm soát huyết áp cho thật ổn. Thì huyết áp tăng cao là một trong những các cái tình huống dẫn đến những cơn phù phổi cấp trên lâm sàng. Bệnh nhân sẽ khó thở một cách kịch phát, ho nhiều, thậm chí ho cả ra máu. Và người ta ví phù phổi cấp như là chết đuối trên cạn. Bởi lẽ là gì? Bởi lẽ là bệnh nhân bị tràn ngập vào trong lòng phế nang mao mạch. Trong lòng các phế nang là những dịch. Bình thường là khí chứ không phải là dịch. Nhưng bây giờ là dịch.
cho nên nó ngăn cản cái sự trao đổi khí qua màng tế mạng, qua màng phế nang mao mạch, và cuối cùng là bệnh nhân khó thở, ngộp thở và không khác gì chết đuối trên cả. Một trong những trường hợp mà làm nặng thêm suy tim nữa là đó là hở van cấp. Nếu như bình thường một người lớn được có tiền sử đã có vấn đề về tăng huyết áp, hoặc có tiền sử nhồi máu cơ tim cũ, hoặc không thì có tiền sử hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, đến một hôm chúng ta lại thấy bệnh nhân có dấu hiệu khó thở, ngặt nghèo, tăng lên, chúng ta phải cảnh giác với cái việc phải chăng bệnh nhân có bị nhồi máu cơ tim, mà cái vùng nhồi máu đó nó nằm ở cái vùng mà cái cột cơ nó bám vào, cột cơ của van hay lá nó bám vào, và nó cũng làm gì hoại tử cái vùng cột cơ đấy, làm đứt dây chằng cột cơ đó và làm cho hở van một cách cấp tính. Ở trong trường hợp hở van bình thường chúng ta chịu đựng được cái hở van từ từ nhẹ nhẹ dần, tăng dần thì không sao, nhưng hở van ồ ạt cấp tính thì làm thay đổi huyết động một cách nặng nề. Các em biết rồi, cứ một lượng máu nhất định trong thủy tâm thu, nó không những chui vào van động mạch chủ mà nó còn chui ngược lên trên nhĩ trái nữa, và chính vì vậy làm tăng cái áp lực của buồng nhĩ trái, rồi sau đó thì ngược lên trên tăng áp lực ở phía trên, cứ như vậy. Và khi mà nhĩ trái nhận nhiều máu thì đến thì tâm trương nó lại thất trái phải nhận về nhiều máu hơn, và cứ như vậy chúng ta thấy rằng là bệnh nhân sẽ có những tình trạng suy tim rất nặng. Về phân độ chức năng suy tim, chúng ta sẽ thấy một bảng phân độ, tức là suy tim độ mấy đấy, hoàn toàn dựa vào gì? Dựa vào triệu chứng cơ năng mà thôi. Mà triệu chứng cơ năng thì lại cũng rất là gì? Rất là khó có thể chính xác hoàn toàn được, khi mà cảm nhận của mỗi cá thể khác nhau. Nhưng tại sao ở một đất nước phát triển như là đất nước Mỹ, mà trong vòng nhiều thập kỷ nay người ta vẫn giữ cái phân độ chức năng này? Là vì nó đúng cho đại đa số và nó phù hợp cho việc để người ta định hướng cái việc chẩn đoán cũng như điều trị, tiên lượng bệnh nhân. Đó là phân độ chức năng suy tim theo hội tim mạch New York, viết tắt là NIHA, gọi là New York Heart Association. Nó sẽ được sử dụng dựa vào triệu chứng cơ năng và khả năng gắng sức của bệnh nhân. Nó chia làm 4 độ. Độ 1 là không hạn chế, tức là vận động thể lực thông thường, không gây mệt, không gây khó thở hay hồi hộp gì cả. Độ 2 là hạn chế nhẹ vận động thể lực. Bệnh nhân khỏe khi nghỉ ngơi, nhưng vận động thể lực thông thường sẽ dẫn đến mệt, hồi hộp, khó thở hay đau ngực. Và độ 3 là hạn chế rất nhiều vận động thể lực, mặc dù bệnh nhân khỏe khi nghỉ ngơi nhưng chỉ cần vận động nhẹ đã có triệu chứng cơ năng. Và độ 4 là không vận động thể lực nào mà không gây khó chịu, ngay cả động tác ăn uống hoặc là gì, hoặc là bệnh nhân nói cũng đã gây ra triệu chứng cơ năng rồi. Triệu chứng cơ năng của suy tim xảy ra ngay khi nghỉ ngơi, và chỉ cần một vận động thể lực thì triệu chứng cơ năng nó gia tăng lên. Như vậy nếu như bây giờ các em nói với cô rằng là thưa cô, bệnh nhân đấy suy tim đi ha 2, thì cô sẽ hình dung rằng bệnh nhân ấy vẫn còn khá là ổn. Bệnh nhân chỉ gì ạ? Chỉ hoạt động thể lực thông thường thì mệt, hồi hộp, khó thở thôi. Còn nếu bệnh nhân nghỉ ngơi thì bệnh nhân vẫn khỏe bình thường. Nhưng nếu sang đi ha 3 thì bệnh nhân đã gì? Làm việc thông thường là vận động nhẹ thôi, là đã có dấu hiệu khó thở rồi. Cô nói ví dụ những cái vệ sinh cá nhân của bệnh nhân đã khó thở. Còn độ 4 thì khó thở liên tục, ngay cả khi nghỉ ngơi hoàn toàn không làm gì. Để chẩn đoán suy tim, chúng ta dựa vào những dữ liệu nào? Thứ nhất là chúng ta phải hỏi bệnh sử và khám kỹ thực thể, sẽ giúp chúng ta có hướng chẩn đoán suy tim. Cô nói một bệnh nhân vào khoa khám bệnh với dấu hiệu khó thở, vậy thầy thuốc chúng ta sẽ phải đặt ngay ra câu hỏi là liệu có phải khó thở này do suy tim không, hay là khó thở này do bệnh về phổi. Như vậy chúng ta sẽ phải hỏi thật kỹ, bác khó thở từ bao giờ, đã bao giờ bác khó thở như thế này chưa, rồi thường thì bác khó thở lúc nằm hay lúc ngồi, buổi sáng hay buổi tối,
Rồi ngoài khó thở ra, bác có bị các cái triệu chứng gì khác như là đau ngực không? Như là thở rít không? Và trong tiền sử, bác có dùng các cái chất như là rượu, trà hoặc bác hút thuốc lá không? Đã bao giờ bác đi khám về bệnh khó thở chưa? Rồi bác đã được chẩn đoán bệnh lý về đái tháo đường hay là rối loạn mỡ máu không? Tất cả những câu hỏi đó cho giúp chúng ta định hướng được. Nếu như bệnh nhân lại khó thở, bảo tôi vừa khó thở ngày hôm qua thôi, khởi đầu là tôi đau ngực đã. Đấy, thế thì chúng ta đã lại có một hướng. Và đau ngực rồi khó thở, chúng ta nghĩ nhiều và tiền sử bệnh nhân lại hoàn toàn không có bệnh lý tim mạch gì. Thì đau ngực khó thở để chúng ta nghĩ nhiều đến suy tim do gì ạ? Do bệnh mạch vành, là chúng ta phải khám thật ngay, nhanh, lập tức để làm sao có phương án xử trí cho bệnh nhân. Nhưng nếu bệnh nhân lại nói rằng là từ bé đến giờ tôi đã bị hen phế quản, nhưng mà mỗi khi hen thì tôi xịt thuốc thì nó lại khỏi, nhưng đến một vài tháng trở lại đây thì tôi không thấy thở rít mà tôi vẫn cứ bị khó thở, không lên cơn hen mà tôi vẫn bị khó thở, tôi vẫn dùng thuốc xịt nhưng mà tôi không đỡ. Và chúng ta khám thì rất kỹ thì chúng ta thấy dấu hiệu của hen hiện giờ đang được kiểm soát, thể hiện bằng gì ạ? Thông khí ở phổi tương đối tốt, mà lại phổi không có ran rít ran ngáy gì cả. Vậy thì chúng ta phải nghĩ rằng phải chăng bệnh nhân này suy tim do những nguyên nhân khác ngoài hen, hoặc phải chăng bệnh nhân này đã suy tim do hen mãn tính lâu ngày dẫn đến suy tim. Đó, thế thì đến lúc đó được gọi là tâm phế gì? Tâm phế mạn. Cứ như vậy chúng ta sẽ phải hỏi thật kỹ. Bạn nào mà có kỹ năng hỏi được càng nhiều dấu hiệu thì đến lúc chúng ta lập luận chẩn đoán sẽ càng tốt hơn. Ngoài ra bên cạnh đó chúng ta sẽ phải khám thật kỹ cho bệnh nhân. Cô nói ví dụ một bệnh nhân vào vì khó thở. Chúng ta khám, chúng ta hỏi hết mọi thứ rồi chúng ta khám. Chúng ta khám tim, khám phổi, không thấy vấn đề gì cả. Tim nhịp đều, tuy nhiên hơi nhanh một chút. Thế nhưng khi chúng ta khám toàn thân, chúng ta lại thấy gì ạ? Thấy bệnh nhân ngoài dấu hiệu của suy tim là phù ra, bệnh nhân còn có dấu hiệu thiếu máu nữa. Vậy thì chúng ta có chẩn đoán là suy tim đơn thuần được đâu. Chúng ta phải đi tìm nguyên nhân suy tim. Và khi chúng ta thấy dấu hiệu ở trên lâm sàng là thiếu máu thì chúng ta cũng sẽ phải làm xét nghiệm để xem có thiếu máu thực sự hay không bên cạnh cái dấu hiệu của suy tim này. Thế thì khi mà chúng ta xét nghiệm có thể thấy bệnh nhân này thiếu máu mà chúng ta đôi khi lại bỏ qua cái dấu hiệu thiếu máu, cứ thấy bệnh nhân có suy tim chỉ đi tìm xem là tim có dấu hiệu gì, làm sao mà bệnh nhân này lại bị suy tim. Thế là cứ khám mỗi tim thôi, khám phổi thôi. Chúng ta đừng quên rằng bản thân. Hoặc một bệnh nhân đến với chúng ta vì bệnh nhân tả là hồi hộp, đánh trống ngực và khó thở. Chúng ta khám bệnh nhân chúng ta chỉ thấy nhịp tim nhanh thôi, không thấy tiếng thổi gì cả. Bệnh nhân cũng không có đau ngực, có dấu hiệu khó thở ni ha hai. Và chúng ta khám bệnh nhân chúng ta lại thấy bệnh nhân có gì? Run tay, có lồi mắt, có tim nhanh. Và khi khám đến biếu cổ chúng ta có thể thấy có biếu hoặc không có biếu. Cho dù không có biếu nhưng nếu có run tay, có gì, có nhịp tim nhanh là chúng ta phải nghĩ phải chăng bệnh nhân có bazedo hay không, và chúng ta sẽ cho làm hóc môn tuyến giáp. Đó, cô dừng lại ở cái ý một nhiều như thế để hướng dẫn các em tư duy chẩn đoán. Chúng ta càng khám thực thể kỹ lưỡng và khám toàn diện bao nhiêu thì chúng ta càng có nhiều dữ liệu để chúng ta chẩn đoán, không những chẩn đoán bệnh mà còn chẩn đoán nguyên nhân của bệnh nữa. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng các phương tiện cận lâm sàng như siêu âm tim, định lượng các cái dấu ấn sinh học như BNP hoặc là NT-proBNP, huyết tương để góp phần xác định chẩn đoán suy tim trong hầu hết các trường hợp. Như vậy là gì ạ? Siêu âm tim, xét nghiệm men tim. Cái men tim này nó tăng lên khi nào? Khi mà có suy tim. Hay nói cách khác, đây là men được sản xuất ra do giãn các buồng tim cho nên dẫn đến suy tim.
Alo. À, chị đang giảng bài, lát lát em gọi lại nhé. Chị đang giảng bài. Đo điện tâm đồ chụp X quang ngực thẳng cũng cần thiết trong mọi trường hợp nghi ngờ có suy tim. Vì sao vậy? Vì rõ ràng là có một cái nhóm rất lớn bệnh lý tại tim dẫn đến suy tim, như là nhồi máu cơ tim, như là các bệnh van tim, các bệnh cơ tim. Rồi chụp X quang ngực thẳng để ta xem bóng tim ra làm sao. Trong một số tình huống chúng ta lại thấy tình trạng suy tim do tràn dịch màng ngoài tim, thì khi điện tâm đồ nó sẽ có biểu hiện là giảm cái điện thế của điện tâm đồ xuống. Thứ hai là chụp X quang ngực chúng ta sẽ thấy một cái bóng tim nó to bè ra cả hai phía và nó hình như hình bầu nậm. Thì người ta nghi ngờ rằng phải chăng suy tim do tràn dịch màng ngoài tim. Lúc đó ta sẽ cho bệnh nhân siêu âm để xác định xem có dịch ở màng ngoài tim hay không. Trong đó thì điện tâm đồ, X quang ngực và siêu âm tim giúp định lượng độ nặng và nguyên nhân suy tim. Đấy là cái nguyên tắc. Và đây chính là tiêu chuẩn để chẩn đoán suy tim theo Framingham. Tiêu chuẩn này thì nó cũng khá là cổ điển, nhưng nó vẫn được áp dụng bởi lẽ là nó áp dụng đại trà được cho các vùng, các miền, ở cả từ những cái vùng mà xa xôi, thiếu các cái phương tiện hiện đại, ví dụ như thiếu cái siêu âm Doppler tim, rồi các cái can thiệp nó hiện đại hơn, ví dụ như là chụp mạch vành chẳng hạn, thì ở những cái nơi như thế họ chưa thể nào làm được. Vậy có hai cái nhóm là hai nhóm tiêu chuẩn chính và tiêu chuẩn phụ. Nhóm tiêu chuẩn chính bao gồm gì? Cơn khó thở kịch phát về đêm hoặc khó thở phải ngồi để thở. Và ai giải thích cho cô tại sao bệnh nhân lại ngồi thì dễ thở mà nằm thì lại khó thở không? Nằm thì máu lưu lượng tuần hoàn sẽ đổ tới tim nhiều hơn thì sẽ khó thở khi về đêm, còn khi ngồi thì sẽ giảm lưu lượng tim sẽ giảm áp lực phổi. Rồi đấy là cái giải thích rất đúng. Như vậy giải thích được vì sao bệnh nhân thường khó thở kịch phát về đêm, là về đêm thì bệnh nhân thường thường ở tư thế nằm, và khi ở tư thế nằm rồi thì cái lượng máu trở về tim nhiều hơn. Lượng máu trở về tim đã làm tăng gánh nặng cho tim rồi, mà lượng máu lên trên phổi cũng nhiều hơn, làm gì ạ? Làm xung huyết ở phổi nhiều hơn, ứ huyết ở phổi nhiều hơn và làm cho bệnh nhân bị khó thở. Thứ hai là phồng tĩnh mạch cổ, phình, tức là tĩnh mạch cổ nó to ra đấy. Thế thì tĩnh mạch cổ to ra là một trong dấu hiệu của ứ chạy tuần hoàn ngoại biên thôi. Và khi học thì cô đã hướng dẫn các em khám cái phản hồi gan tĩnh mạch cổ rồi. Có ran ở phổi cũng là một trong những cái dấu hiệu của tiêu chuẩn chính. Ran này là những cái ran ẩm nhỏ hạt thôi. Vì sao bệnh nhân lại có ran ở phổi? Là vì gì? Khi tăng cái áp lực ở trên mạch phổi quá thì một cái lượng gì? Một cái lượng dịch nhỏ nó sẽ có xu hướng nó sẽ tràn vào lòng phế nang. Tuy nhiên nó không tràn ồ ạt như trong cơn phù phổi cấp, nhưng mà nó cũng sẽ tràn ở đây ở đó. Và cuối cùng khi luồng khí vào nó sẽ làm cho xáo trộn, làm cho xuất hiện các cái ran rất là nhỏ trên phổi. Và thường người ta hay dùng cái từ phổi ướt đấy, chứ không phải phổi khô. Phổi khô là khí vào hoàn toàn tiếng của luồng khí thôi. Nhưng phổi ướt là sẽ thấy có các cái ran nhỏ ở phổi. Rồi tim to. Tim to là điều đương nhiên rồi. Khi mà suy tim, cái buồng tim nó giãn rộng ra hoặc là cái cơ tim nó phì đại lên thì chúng ta sẽ thấy tim nó to hơn bình thường. Bình thường, phù phổi cấp là mức độ nặng hơn của cái cơn khó thở kịch phát này, làm cho đầy lòng phế nang là dịch và bệnh nhân rơi vào tình trạng là chết đuối trên cạn. Ngoài ra chúng ta có thể ngoài tiếng tim T1, T2 chúng ta có thể nghe tiếng T3. Áp lực tĩnh mạch hệ thống trên 16 cm nước, đây là những trường hợp trong những trường hợp mà bệnh nhân được khám ở bệnh viện mà có đặt cái cateter tĩnh mạch. Chứ còn trong những trường hợp mà khám lâm sàng thì chúng ta không sử dụng hai cái dấu hiệu dưới này. Phản hồi gan tĩnh mạch cổ dương tính, đương nhiên rồi, khi có ứ chạy tuần hoàn ngoại biên thì phản hồi gan tĩnh mạch cổ dương tính. Đấy là những tiêu chuẩn chính. Còn những tiêu chuẩn phụ là gì?
là phù của chân, thậm chí là phù cả hai chân. Thứ hai nữa là ho về đêm. Ho về đêm cũng nằm trong cái giải thích giống như là cơn khó thở kịch phát về đêm. Là gì ạ? Là trong lòng phế nang không chỉ có khí mà còn có ít dịch nữa, cho nên kích thích làm cho bệnh nhân ho. Bệnh nhân khó thở khi gắng sức cũng là một tiêu chuẩn phụ. Gan to, tràn dịch màng phổi, dung tích sống giảm 1/3 so với mức tối đa. Cái này phải dùng gì ạ? Đo chức năng hô hấp thì mới có được cái dung tích sống này. Và nhịp tim nhanh trên 120 lần một phút. Ngoài ra còn một cái tiêu chuẩn có thể được coi họ là hoặc là chính hoặc là phụ tùy theo tình huống, là khi bệnh nhân phù xong chúng ta điều trị suy tim mà bệnh nhân giảm được 4,5 kg trong vòng 5 ngày thì đây cũng được coi là một tiêu chuẩn. Vì sao lại có cái tiêu chuẩn chính hay phụ này? Là vì trong một số tình huống khá là khó chẩn đoán suy tim thì người ta sẽ gì? Sẽ điều trị thử. Và khi điều trị mà bệnh nhân giảm cân, triệu chứng lâm sàng cải thiện thì chứng tỏ rằng là đây là một trong tiêu chuẩn để xem xét suy tim. Thế khi nào thì chẩn đoán là suy tim? Khi có hai tiêu chuẩn chính, ví dụ bệnh nhân có cơn khó thở kịch phát về đêm và có ran ở phổi, hoặc là bệnh nhân có cơn phù phổi cấp và có bóng tim to, ví dụ như vậy. Nếu có hai tiêu chuẩn chính thì chúng ta chẩn đoán là suy tim, hoặc là có một tiêu chuẩn chính và kèm theo hai tiêu chuẩn phụ, ví dụ bệnh nhân có cơn khó thở kịch phát về đêm, hoặc là bệnh nhân có phồng tĩnh mạch cổ, kèm theo bệnh nhân có ho về đêm và khó thở khi gắng sức. Thế thì bệnh nhân sẽ được chẩn đoán là suy tim. Mặc dù cổ điển tiêu chuẩn Framingham hữu ích trong thực hành lâm sàng ở những nơi và phương tiện cận lâm sàng còn hạn chế. Còn hội tim mạch châu Âu rồi hội tim mạch Hoa Kỳ có rất nhiều các tiêu chuẩn chẩn đoán khác nhau. Ví dụ chẩn đoán suy tim tâm thu, người ta phải đạt đủ 3 điều kiện là triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể và giảm phân suất tống máu. Còn chẩn đoán suy tim tâm trương thì phải 4 điều kiện là có triệu chứng cơ năng và hoặc triệu chứng thực thể, có phân suất tống máu bảo tồn, có tăng cái BNP, đây là các dấu ấn sinh học cô đã giảng cho các em lúc nãy đấy, và chứng cứ biến đổi cấu trúc và chức năng của suy tim qua siêu âm tim. Như vậy, cả hai cái chẩn đoán suy tim tâm thu tâm trương này đều phải dựa vào gì? Dựa vào siêu âm tim. Và bây giờ thì chúng ta cũng vậy thôi, chẩn đoán suy tim cho bệnh nhân chủ yếu dựa vào lâm sàng và siêu âm. Ở đây là một số các cái chất chỉ điểm sinh học giúp chẩn đoán theo dõi và điều trị và tiên lượng suy tim, ví dụ như BNP. BNP này gì? Thì đây là một cái hormone lợi niệu mà nó được sản xuất nhiều ra khi mà cái buồng tim nó giảm. Thì trong rất nhiều tình huống sẽ sử dụng nó, mức độ chứng cứ loại chỉ định là 1 và mức độ chứng cứ là A. Như vậy là một trong những cái dấu ấn mà người ta sử dụng một cách gọi là thường quy. Đây là cái quy trình chẩn đoán suy tim của khuyến cáo của Hội Tim Mạch Quốc gia Việt Nam cập nhật năm 2017. Thì một bệnh nhân vào khám khi nghi ngờ có suy tim, đương nhiên đấy trong tình huống không cấp, chứ còn nếu bệnh nhân đang phù hồi cấp rồi hoặc là đang khó thở ngặt nghèo thì lúc đó chúng ta sẽ xử trí cấp cứu. Còn trong trường hợp mà không cấp thì chúng ta như thế nào? Chúng ta dựa vào 3 dữ liệu. Dữ liệu thứ nhất là bệnh sử, dữ liệu thứ hai là khám thực thể và dữ liệu thứ ba là điện tâm đồ. Thế thì dữ liệu về bệnh sử, lượng định khả năng suy tim thì bệnh nhân có tiền sử bệnh mạch vành hay không, nhồi máu cơ tim, tái thông mạch vành hay không, có bệnh sử tăng huyết áp hay không, có tiếp xúc chất độc với tim hoặc là xạ trị hay không, có dùng thuốc lợi tiểu hay không, có khó thở khi ngồi hoặc cơn khó thở phải ngồi và cơn khó thở kịch phát về đêm hay không. Còn khám thực thể chúng ta sẽ có thấy ran ở phổi không, phù hai mắt cá chân, âm thổi ở tim, giãn tĩnh mạch cổ và mỏm tim lệch trái. Còn điện tâm đồ bất cứ một cái bất thường nào. Nếu chỉ có trên một trong ba cái dữ liệu này thì chúng ta sẽ tiếp tục làm gì? Làm cái dấu ấn sinh học BNP, và nó trên điểm cắt off này thì chúng ta cho bệnh nhân siêu âm tim và để xác định suy tim là một. Cái thứ hai là xác định được nguyên nhân ban đầu để điều trị suy tim.
Đó. Còn nếu như mà tất cả đều không có gì thì ít có khả năng suy tim. Và ít có khả năng suy tim thì chúng ta sẽ theo dõi thêm. Lâm sàng giúp chẩn đoán phát hiện yếu tố làm nặng và tiên lượng bệnh nhân suy tim. Ví dụ như cận lâm sàng là điện tâm đồ, X quang ngực thẳng, siêu âm tim. Thứ hai, chúng ta phải xét nghiệm huyết đồ. Vì sao phải xét nghiệm huyết đồ? Tức là công thức máu đấy. Vì sao vậy các em? Để xem bệnh nhân có thiếu máu không? Đúng rồi. Chúng ta sẽ xem bệnh nhân có thiếu máu không. Một trong những nguyên nhân dẫn đến suy tim chính là thiếu máu. Rồi tổng phân tích nước tiểu. Nếu như một bệnh nhân vào vì phù, có protein điệu chẳng hạn, rồi điện giải đồ thì lại thấy kali tăng cao chẳng hạn. Đó, thì chúng ta phải cảnh giác với gì? Bệnh nhân liệu có suy thận hay không? Và chúng ta phải tùy xét nghiệm chức năng thận. Ngoài ra còn xét nghiệm đường máu lúc đói, lipid máu để chúng ta xem bệnh nhân có tiểu đường không, có rối loạn mỡ máu hay không. Men gan, men thận chúng ta phải làm. Rồi hormone tuyến giáp, em biết rằng trên lâm sàng một số trường hợp thiếu máu sau đó dẫn đến suy tim mà không tìm được nguyên nhân đâu cả. Bệnh nhân không bị chảy máu này, không bị mất máu này, ăn uống vẫn bình thường này, không có dấu hiệu của tan máu mà bệnh nhân vẫn thiếu máu. Và các em biết không, cuối cùng tìm ra hóa ra là suy giáp. Và lúc đó thì chúng ta sẽ làm hormone giáp trạm để chúng ta hormone tuyến yên tuyến giáp để chúng ta xem có phải bệnh nhân suy giáp hay không. Rồi chúng ta sẽ phải xét nghiệm cái dấu ấn sinh học BNP hoặc NT-proBNP này. Rồi một số các cái thăm dò chuyên sâu hơn nữa thì có lẽ là cũng không phải là thường quy để làm. Ví dụ như là trắc nghiệm tưới máu cơ tim bằng hình ảnh siêu âm cộng hưởng từ SPECT hoặc là PET-CT. Một cái việc nữa chúng ta rất có thể phải làm cho những bệnh nhân mà có suy tim đó là gì ạ? Là chụp cắt lớp đa dãy có bơm thuốc cản quang động mạch vành để xem bệnh nhân có phải là do bệnh lý hệ thống mạch vành, ví dụ như hẹp hoặc tắc mạch vành dẫn đến suy tim hay không. Để điều trị suy tim, các em sẽ phải nhớ cho cô những vấn đề cốt lõi trong điều trị suy tim này. Mục tiêu điều trị suy tim là làm giảm triệu chứng. Vì sao chúng ta không đặt ra mục tiêu là phải khỏi mà chỉ là làm giảm triệu chứng? Vì sao nhỉ? Suy tim thì cơ tim nó giãn rồi thì gần như là không thể phục được, thì chỉ làm giảm triệu chứng. Vì trong rất nhiều trường hợp suy tim là hậu quả của những bệnh thực thể hay là tổn thương từ các bệnh khác dẫn đến. Cho nên là gì ạ? Chúng ta trước hết chúng ta phải làm giảm triệu chứng thôi, còn một số bệnh chúng ta cũng không thể khắc phục hoàn toàn được. Cô nói ví dụ bệnh cơ tim giãn chỉ có thể là gì? Chỉ có thể là giảm triệu chứng rồi chờ đợi ghép tim, chứ chúng ta cũng không thể nào làm cho nó khỏi suy tim được. Thế nhưng tuy nhiên một số trường hợp suy tim do cái yếu tố bên ngoài, ví dụ suy tim do cường giáp, suy tim do thiếu máu, chúng ta hoàn toàn có thể điều trị để làm cho bệnh nhân trở về bình thường. Nhưng kiểu gì thì cũng phải điều trị làm giảm triệu chứng, rồi ngăn ngừa nhập viện và kéo dài đời sống cho bệnh nhân. Các em biết rồi, trước đây chúng ta cứ nói đến suy tim là gì? Tương ứng với cái án gọi là án chung thân, án tử hình thôi. Nhưng bây giờ thì đời sống của người bệnh kéo dài được rất tốt nhờ những cái thành tựu của khoa học kỹ thuật, của thuốc và của các cái kỹ thuật mới. Cấy máy tạo nhịp, rồi ghép tim, rồi công nghệ stem cell để tái tạo mạch vành. Rất là nhiều thứ giúp cho người bệnh gì giảm cái thời gian phải nhập viện đi và kéo dài đời sống cho bệnh nhân. Người ta sẽ điều trị suy tim chia ra làm 4 mức độ theo ABCD của suy tim. Và lát nữa cô sẽ nói 4 cái mức độ ABCD. Điều trị suy tim bao gồm điều trị không dùng thuốc và điều trị bằng thuốc. Điều trị không thuốc thay đổi lối sống là cơ bản trong mọi giai đoạn của suy tim. Thay đổi lối sống
Em biết rồi, một bệnh nhân đã vào viện vì suy tim do hẹp mạch vành, do tắc mạch vành và trên tiền sử có hút thuốc lá. Nếu bệnh nhân đấy vẫn tiếp tục cứ hút thuốc lá, tổn thương mạch máu ngày càng nặng nề hơn, thuốc lá là kẻ thù của mạch máu. Thì một đến một lúc nào đấy, bệnh nhân lại tiếp tục hẹp và tắc mạch vành ở nơi khác nữa. Chúng ta sẽ phải hướng dẫn bệnh nhân có thể tự chăm sóc, hiểu biết về bệnh tật, triệu chứng bệnh bắt đầu nặng hơn. Đó, khi nào bệnh bắt đầu nặng hơn, chúng ta sẽ hướng dẫn bác là bác uống thuốc như thế này, theo dõi hàng ngày, nước tiểu ra làm sao, nhịp tim như thế nào. Và nếu như bác thấy như thế nào thì bác phải đến viện. Ví dụ nếu bác thấy là bác đi lại, bác lại khó thở tăng lên, hoặc là buổi đêm nằm bác không nằm được đầu bằng mà bác phải gối thật cao lên bác mới ngủ được, thì lúc đó bác phải đến viện để khám lại. Ví dụ bác phải phát hiện được triệu chứng bệnh bắt đầu nặng hơn, chứ không phải để đến lúc nặng quá rồi, nguy kịch rồi mới đưa đến viện. Thì đấy là trách nhiệm của chúng ta phải tư vấn. Chúng ta còn phải hiểu biết về điều trị và tác dụng không mong muốn của thuốc nữa. Đây cũng chính là một trong những các cái ý mà các em phải hết sức là chú ý khi chúng ta thực hành lâm sàng. Khi chúng ta đặt bút kê đơn cho bệnh nhân dùng, tôi nói ví dụ chúng ta đặt bút kê cho bệnh nhân này phù to quá, do suy tim bệnh nhân phù, chúng ta cho dùng lợi tiểu. Đồng ý là bệnh nhân này phát đồ là dùng lợi tiểu. Lợi tiểu nhóm furosemide không những là thải thải nước mà còn thải muối, thải gì, thải kali. Mà chúng ta không cho bệnh nhân uống bù kali thì bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng gọi là hạ kali máu. Mà hạ kali máu thì vô cùng nguy hiểm cho bệnh nhân khi mà bệnh nhân đã có cái bệnh lý nền sẵn rồi. Vì hạ kali máu sẽ rất dễ dẫn đến rối loạn nhịp thất. Một trong những cái rối loạn đó là rung thất. Cho nên khi đặt bút kê lợi tiểu, chúng ta đừng quên là bổ sung kali. Nói ví dụ vậy. Hay là dùng thuốc hạ huyết áp cho bệnh nhân. Để làm giảm suy tim, chúng ta phải kiểm soát huyết áp thật tốt trong trường hợp suy tim do tăng huyết áp. Thế một trong những nhóm thuốc để điều trị hạ huyết áp cho bệnh nhân chính là nhóm thuốc ức chế men chuyển. Mà ức chế men chuyển ở các cái thế hệ như viên Covaxin, viên Elanaprin. Đó. Thế thì những cái thuốc đó dùng thì được đấy, nhưng mà chỉ cần một tuần sau thôi, bệnh nhân ho rũ rượi và ho khan liên tục cả ngày cả đêm làm mất chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Như vậy thì đấy là một trong những tác dụng không mong muốn của thuốc hạ áp đối với bệnh nhân mà chúng ta sẽ phải gì? Phải đối diện. Và khi đối diện với tình huống đó, chúng ta buộc phải có sự lựa chọn khác cho bệnh nhân. Nếu không thì bệnh nhân không những là không cải thiện được huyết áp mà còn không cải thiện được chất lượng cuộc sống nữa. Đó, thế thì chúng ta phải hiểu biết về điều trị và về tác dụng không mong muốn của thuốc. Thay đổi lối sống, chúng ta hướng dẫn bệnh nhân làm gì? Giảm bớt cân nặng đi nếu như bệnh nhân thừa cân béo phì, ngưng thuốc lá, không uống rượu, ăn giảm bớt mặn, tập thể dục, hạn chế nước trong những trường hợp mà suy tim nặng thì chúng ta cần phải hạn chế cả nước ở đầu vào nữa để cho bệnh nhân gì không thừa lượng lượng khối lượng tuần hoàn. Điều trị suy tim giai đoạn A là gì? Là điều trị các bệnh lý nội khoa hoặc lối sống có nguy cơ cao dẫn đến suy tim. Đó là những bệnh lý gì? Tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, rối loạn nhịp nhanh, bệnh lý suy hoặc cường tuyến giáp, nghiện thuốc lá, rượu, ma túy. Đó, đó là những cái bệnh mà nó có nguy cơ dẫn đến suy tim. Đây là một số bệnh thôi nhé. Ta còn còn chúng ta còn gặp nhiều tình huống khác, ví dụ thiếu máu dẫn đến suy tim. Rồi thì sau phẫu thuật có những cái bệnh cảnh suy dinh dưỡng nặng quá dẫn đến thiếu máu, dẫn đến suy tim. Đó. Thế thì khi bệnh nhân có những các cái vấn đề này thôi, chúng ta đã phải điều trị rất là triệt để, tăng huyết áp mục tiêu là phải đạt được con số bao nhiêu. Và điều trị bao giờ? Điều trị lâu dài, như hôm trước đã giảng cho các em về tăng huyết áp. Rối loạn mỡ máu cũng vậy, mỡ máu cũng là kẻ thù của mạch máu với những cái mỡ xấu, ví dụ LDL cholesterol chẳng hạn. Chúng ta sẽ phải kiểm soát LDL cholesterol ở dưới ngưỡng cho phép để làm sao bệnh nhân gì? Bệnh nhân an toàn. Tiểu đường cũng vậy. Tiểu đường nó làm tổn thương toàn bộ hệ thống mạch máu từ mạch lớn đến mạch nhỏ và hệ thống thần kinh nữa. Chính vì vậy chúng ta sẽ buộc phải kiểm soát tiểu đường đạt con số mục tiêu
mà từng bài chúng ta học chúng ta đã thấy được cái con số mục tiêu đấy rồi. Rồi khi rối loạn nhịp nhanh chúng ta sẽ phải điều trị rối loạn nhịp, hoặc có một số trường hợp chúng ta sẽ phải đặt máy tạo nhịp để làm sao kiểm soát nhịp tim, ví dụ như vậy. Còn nếu bệnh nhân hút thuốc lá, uống rượu, ma túy, chúng ta khuyên họ là ngưng và bỏ. Còn giai đoạn B thì sao? Là giai đoạn mà bệnh nhân có tổn thương thực thể nhưng chưa có triệu chứng cơ năng của suy tim. Thì bao gồm các biện pháp của điều trị của giai đoạn A kèm theo một số các cái thứ thuốc như thuốc chạy beta và ức chế men chuyển, ức chế thụ thể angiotensin. Và nếu cái thực thể đó là hẹp hoặc tắc mạch vành thì phải tái lưu thông động mạch vành. Nếu đó là bệnh của van tim thì phải phẫu thuật hoặc là sửa van hoặc là thay van. Và kèm theo người ta sẽ dùng thuốc cho mọi bệnh nhân. Nếu như mà có tăng huyết áp kèm dày thất trái thì nhóm ức chế men chuyển được ưu tiên. Ngoài ra những trường hợp mà rối loạn nhịp thì đặt máy tạo nhịp hoặc máy phá rung cho bệnh nhân có thiếu máu cục bộ cơ tim và phân suất tống máu giảm dưới 30%, ít nhất 40 ngày sau nhồi máu cơ tim cấp và có NIA 1 với điều kiện nội khoa, điều trị nội khoa và có hy vọng sống trên 1 năm. Đặt cái máy phá rung này chúng ta đã gặp trong tình huống gì? Nếu các em xem bóng đá, hình như là cái trận bóng đá châu Âu mà có một cái cầu thủ ngã lăn ra sân. Eriksen hay là gì đó, các em có nhớ không nhỉ? Đó. Vận động viên đấy quả thật là làm cho toàn bộ những người hâm mộ bóng đá, những người xem bóng đá trên toàn thế giới giây phút đấy cũng ngưng thở theo bệnh nhân. Và bệnh nhân trong giây phút đấy lại một lần nữa cô thấy rằng là người ta quá là văn minh. Người ta cũng không phải là thường xuyên gặp những tình huống như thế, nhưng mà người ta xử trí thì tuyệt vời. Nó giống như là người ta được thực hành hàng ngày vậy. Đó là cái cấp cứu ngừng tuần hoàn. Và hôm đó chính thức là bệnh nhân đó bị gì? Bị rung thất. Sau đó bệnh nhân được sốc điện phá rung. Rồi thì sao? Rồi thì khi bệnh nhân đến viện thì bệnh nhân được cấy máy để phá rung tự động. Máy phá rung tự động là gì? Là trên nền những người mà dễ xuất hiện những cái rung thất, những cái rối loạn nhịp, sau này các em học điện tâm đồ các em sẽ biết. Thì thỉnh thoảng nó sẽ xuất hiện những cái cơn rung thất như cầu thủ hôm đó. Thế thì bây giờ người ta sẽ cấy một cái máy đó người ta cấy ở dưới da, có cái điện cực nối vào buồng tim. Và cái máy đó nó sẽ chịu trách nhiệm, nó phát hiện những cái thời điểm khởi phát rung thất. Nếu bắt đầu đã có rung thất thì nó lập tức nó phát điện để nó gì? Giống như là mình sốc điện bên ngoài. Còn đây là sốc điện ngay tại buồng tim. Nó phát điện để nó phá cái rung. Thì gọi là cái máy phá rung. À, cái đấy nó cũng khá hữu ích. Và hình như nghe nói là cầu thủ đấy lại có thể tham gia đá bóng được bình thường. Nhưng mà với cái tư duy của người thầy thuốc thì cô thấy rất lo lắng cho bệnh nhân. Bởi lẽ là không thể khẳng định chắc chắn rằng cái mỏ neo mà nó bám vào cái thành thất của bệnh nhân đấy, nó có thể ổn định an toàn khi mà bệnh nhân vận động quá mạnh, chạy nhảy quá mạnh hoặc là có những cái cú ngã bất thường thì đôi khi nó sẽ ảnh hưởng. Và khi cái mỏ neo nó không bám chặt được vào cái cơn thất ấy thì cái máy phá rung đó không hiệu quả. Mà lỡ đâu bệnh nhân lên cơn rung thất thì sẽ nguy hiểm. Thì cái đấy là cái mình khá là lo lắng cho bệnh nhân. Tuy nhiên là chắc là y học hiện đại thế giới nó còn tiên tiến hơn nhiều. Họ đã lường trước được các vấn đề như vậy rồi. Còn giai đoạn C là giai đoạn suy tim mà tiền sử hoặc hiện tại có triệu chứng cơ năng, ví dụ như là triệu chứng khó thở. Thì bệnh nhân sẽ được áp dụng tất cả các biện pháp của giai đoạn A và B và dùng tất cả các cái nhóm thuốc để làm sao kiểm soát được nhịp tim, kiểm soát được gì, kiểm soát được cái tần số tim cũng như là kiểm soát được cái rối loạn nhịp đó. Bên cạnh đó người ta có thể phải làm các cái gì, làm các cái kỹ thuật như là tái đồng bộ cơ tim, tức là tạo nhịp hai buồng thất ở những bệnh nhân ví dụ có suy tim nặng, suy tim giai đoạn cuối, suy tim do gì? Do bệnh cơ tim giãn, thì tái đồng bộ cơ tim cũng là một trong những cái giải pháp cần. Tức là người ta bắt cái tim hai buồng thất đó để đập theo cái chương trình mà đã được set up ở cái máy tạo nhịp đó. Rồi, cũng tương tự như ở giai đoạn
B, bệnh nhân có thể được cấy máy tạo nhịp thoái dung. Và giai đoạn D cuối cùng chính là giai đoạn gì? Giai đoạn không còn gì để mất nữa, người ta sẽ ghép tim. Lát nữa cô sẽ nói sâu về cái đó. Còn điều trị bằng thuốc thì các nhóm thuốc nào để điều trị suy tim? Đương nhiên rồi, nhóm đầu tiên chúng ta nhắc đến đó là nhóm thuốc lợi tiểu. Lợi tiểu có thể có chia ra làm ba nhóm: lợi tiểu quai, lợi tiểu nhóm thiazid và lợi tiểu giữ kali. Và bây giờ để làm giảm cái nguy cơ bệnh nhân bị thiếu kali do dùng lợi tiểu quai, người ta đã có cái viên kết hợp giữa lợi tiểu quai và lợi tiểu giữ kali. Ví dụ cái viên spiromide nó phối hợp giữa furosemide và spironolactone. Như vậy là nó không làm mất kali nữa mà nó vẫn đồng tác dụng lợi tiểu. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ thấy trên thực tế thì sẽ có rất nhiều loại lợi tiểu để cho chúng ta lựa chọn, và trong tùy từng tình huống để chúng ta lựa chọn cho phù hợp. Những lưu ý khi dùng thuốc lợi tiểu là cần chỉnh liều theo tình trạng dịch, cân nặng. Dùng liều cao quá mức có thể gây suy thận hoặc ngộ độc. Và cái nhóm thiazid thì không dùng khi mức lọc cầu thận thấp dưới 30 ml trong phút trên 1,73 mét vuông cơ thể, ngoại trừ khi muốn có tác dụng cộng hưởng với lợi tiểu quai. Đây là cái nhóm lợi tiểu kháng aldosterone. Người ta sẽ tính cái mức lọc cầu thận ra để người ta dùng liều khởi đầu ra làm sao, liều duy trì như thế nào, và phải dựa vào mức lọc cầu thận. Mức lọc cầu thận trên 50, từ 30 đến 49, trên 50 và từ 30 đến 49 đối với spironolactone. Còn đối với eplerenone thì như thế này, người ta chia ra như thế này. Và người ta không phải lúc nào cũng dùng một liều, liều khởi đầu là sao và liều duy trì là sao. Thì các em chỉ cần nắm được về khái niệm, còn khi I6 các em sẽ học để thực hành điều trị. Nhóm thứ hai là nhóm ức chế men chuyển. Ức chế men chuyển để diện chúng ta kiểm soát huyết áp một cách tối ưu. Cái thứ hai nữa là chúng ta bảo vệ cái cơ tim của bệnh nhân. Có rất nhiều cái thế hệ của nhóm ức chế men chuyển, từ cái nhóm có thể gây ho đến các cái nhóm ức chế thụ thể angiotensin thì không không có ít cái tác dụng ho, cho nên là người ta ưa lựa chọn hơn. Tiếp theo là nhóm thuốc chặn beta giao cảm. Cho tất cả bệnh nhân suy tim dù nhẹ hay nặng đều cần sử dụng chặn beta nếu không có chống chỉ định, và chỉ khởi đầu dùng thuốc chặn beta khi tình trạng suy tim của bệnh nhân đã được ổn định. Như vậy nếu bệnh nhân đang suy tim cấp tính, chúng ta không được nên dùng chọn chặn beta. Ở đây là một trong những thuốc mà nó có các cái tác dụng phụ, ví dụ ở những bệnh nhân mà ứ dịch và suy tim nó sẽ có thể làm nặng nề hơn. Ứ dịch suy tim làm mệt, làm nhịp tim chậm và block nhĩ thất, thậm chí là nó gây hạ huyết áp. Và chống chỉ định với những trường hợp mà bệnh nhân có hen phế quản thì cái thuốc chặn beta này nó sẽ làm cho tình trạng hen tăng lên. Các thuốc đã được chứng minh kéo dài đời sống bệnh nhân trong suy tim đó là ức chế men chuyển, chặn beta giao cảm, ức chế thụ thể angiotensin, rồi một số các cái nhóm thuốc chặn kênh IF. Cái chặn kênh IF này thì nó gì ạ? Nó làm cho cái nhịp tim chậm lại nhưng nó không làm giảm cái sức co bóp cơ tim, cho nên nó hiệp đồng tác dụng với những các cái nhóm thuốc khác khá là tốt. Một nhóm thuốc nữa chúng ta phải nhắc đến đó là nhóm digitalis. Mà các em biết rồi, những cây hoa trúc anh đào mà người ta trồng dọc đường, đến mùa nó nở hoa, nở rộ hoa rất là đẹp đấy, nhưng mà nó lại rất độc. Khi các em học dược các em sẽ thấy đấy chính là những các cái tiền chất của cái nhóm thuốc thuốc trợ tim này. Thế cho nên là những cái con trâu con bò mà nó ăn phải cái lá của cái cây đấy rất có thể là nó bị ngừng tim, nó tự tử vong. Bởi vì làm sao? Bởi vì cái nhóm digitalis nó làm chậm nhịp tim rất là mạnh, nó làm giảm cái dẫn truyền nhĩ thất. À, tuy nhiên trong một số trường hợp nhịp tim nhanh suy tim thì digitalis rất có hiệu quả. Một nhóm thuốc nữa là nhóm giãn mạch. Vì sao trong suy tim lại phải dùng giãn mạch? Để làm giảm cái lượng lưu lượng máu và trở về tim, người ta sẽ dùng dùng giãn mạch làm giảm bớt cái gánh nặng cho tim. Đây, hydralazine cũng là nhóm thuốc giãn mạch. Ức chế kênh canxi chúng ta dùng khi nào? Trong trường hợp mà
suy tim nặng thì chúng ta không được dùng các cái nhóm ức chế canxi bởi vì nó sẽ làm giảm cái sự co bóp của cơ tim rất mạnh. Nhưng mà còn trong một số tình huống mà bệnh nhân ở giai đoạn 1 đó là tăng huyết áp thì ức chế canxi hoàn toàn chúng ta có thể dùng được, không có chống chỉ định. Và thuốc ức chế trực tiếp nút xoang như lúc nãy tôi nói ivabradin đó, nó làm cho giảm nhịp tim xuống, làm cho cải thiện đời sống cho bệnh nhân. Ngoài ra omega 3 cũng được nhắc đến. Omega 3 một nghiên cứu gần đây cho thấy làm giảm nhập viện vì nguyên nhân tim mạch ở các bệnh nhân suy tim có phân suất tống máu dưới 40%. Omega 3 nên được dùng như thuốc lựa chọn thứ hai trên bệnh nhân suy tim sau các thuốc lựa chọn đầu tay như là ức chế men chuyển, ức chế thực thể angiotensin hoặc là ức chế beta. Cuối cùng là điều trị bằng thiết bị và dụng cụ như là máy chuyển nhịp, phá rung, tái đồng bộ cơ tim hay là thiết bị hỗ trợ thắt. Giai đoạn D, điểm cơ bản và quan trọng trong điều trị suy tim giai đoạn cuối là định lượng và xử trí cẩn thận tình trạng ứ dịch. Cần chú ý là khi dụng lệ tiểu mạnh quá, tình trạng bệnh nhân có thể nặng thêm do thiếu dịch. Tại các nước có ghép tim, giai đoạn này là chỉ định của ghép tim. Các biện pháp còn lại, chuyển tĩnh mạch liên tục, thuốc giãn mạch, ngoại vi và thuốc vận mạch và chỉ định ghép tim thay thế. Các em biết rồi, ở những bệnh nhân suy tim rất là nặng khi vào viện, em sẽ thấy rằng là được các bác sĩ ở trong khoa hồi sức tích cực đó truyền dobutamin hoặc là dopamine liều thấp. Với cái liều thấp đó, nó vừa có hỗ trợ cái sự co bóp của tim nhẹ nhẹ, nó lại vừa có tác dụng trên thận nữa để làm do gì? Tăng cường đào thải dịch ra ngoài. Do vậy mà cái truyền đấy truyền liên tục, và khi cái truyền liên tục đấy khá là hiệu quả ở những bệnh nhân suy tim nặng, nhưng nó lại không cải thiện tỷ lệ tử vong. Khi nào thì bệnh nhân được chỉ định ghép tim? Thì đây là một loạt chỉ định và chống chỉ định. Chỉ định ghép tim khi mà suy tim giai đoạn cuối với triệu chứng nặng, tiên lượng xấu và không còn phương pháp điều trị nào thay thế nữa. Nhưng với điều kiện bệnh nhân vẫn còn năng động, giao tiếp tốt và cảm xúc ổn định, có khả năng tuân thủ những điều trị tích cực đòi hỏi sau ghép tim. Các em biết rồi, sau ghép tim hay sau ghép bất cứ một bộ phận cơ quan nào thì cơ thể chúng ta sẽ tiếp nhận cái bộ phận đấy giống như là một dị vật. Và khi đã được coi là dị vật thì gì ạ? Thì cơ thể sinh ra những các cái cơ chế để loại bỏ cái dị vật đó ra khỏi cơ thể. Đó là những cơ chế đào thải mảnh ghép. Và thì những người ghép được ghép tạng đó, người ta phải làm dùng gì? Dùng những cái thuốc để chống thải mảnh ghép. Và những cái thuốc đó dùng bao lâu? Dùng suốt đời. À, chính vì vậy, sau ghép tạng thì bệnh nhân cũng rất nặng gánh về kinh tế. Là gì? Là phải dùng thuốc chống ghép tạng, và những thuốc đó khá là đắt tiền. Một loạt các cái chống chỉ định, nếu có các cái chống chỉ định ở đây đều không thể được ghép tim ngay. Đó là nhiễm trùng đang tiến triển, bệnh động mạch ngoại biên và mạch máu não nặng, nghiện rượu hoặc thuốc gây nghiện, điều trị ung thư, loét dạ dày tá tràng không chữa lành được, huyết khối thuyên tắc gần đây, suy thận nặng, bệnh gan nặng, bệnh hệ thống với tổn thương nhiều cơ quan. Tóm tắt lại là cũng khá là nhiều các cái chống chỉ định. Cho nên những bệnh nhân mà được ghép tim là những bệnh nhân mà họ đã được chuẩn bị một cách rất là kỹ lưỡng. Và chúng ta đã thấy ở đất nước Việt Nam của chúng ta, nền y học không thua gì những nước tiên tiến. Chúng ta đã có những trường hợp ghép tim xuyên gì ạ? Xuyên quốc gia, ghép tim ở hai đầu đất nước. Người cho ở Vũng Tàu mà người nhận ở phía Bắc, ở Hà Nội. Mà một cái cuộc vận chuyển ghép tim, một vận chuyển cái trái tim của người cho đến cho người nhận đòi hỏi sự hỗ trợ không chỉ của ngành y mà còn là ngành giao thông vận tải và một số các cái ngành khác mà có liên quan đến các cái cấp phép các thứ. Để làm sao trái tim vận chuyển trong cái dung môi mà nó được nuôi dưỡng ấy nhanh càng tốt, để làm sao ngăn ngừa được các cái tổn thương cơ tim trong trường hợp mà nó bị tách ra khỏi cơ thể. Chính vì vậy mà hôm vừa rồi các em có đọc báo sẽ thấy cái cậu bé này hiện giờ cậu đã 14 tuổi rồi. 7 năm trước cậu ấy được ghép trái tim, nhưng ghép trái tim lại của một người mà trưởng thành thanh niên rồi. Chính vì vậy mà cái sự mà cân nhắc của các bác sĩ hết sức là cân nhắc.
Nhưng may sao cậu lại tiếp nhận được cái trái tim lớn đó và hiện giờ cậu ấy trưởng thành phổng phao khỏe mạnh. Đấy là những cái thành tựu rất là lớn của cái ngành y học Việt Nam chúng ta. Bây giờ cô nhắc lại với các em về chiến lược điều trị tối ưu cái suy tim mãn tính là tăng liều nhỏ đến liều cao nhất bệnh nhân dung nạp được. Cô nói ví dụ dùng chạy beta rau cải, chúng ta có thể dùng 1/2 viên đã thăm dò, xong nếu bệnh nhân đáp ứng tốt chúng ta có thể tăng lên 1 viên. 1 viên bệnh nhân đáp ứng tốt chúng ta có thể tăng lên nữa nếu như bệnh nhân dung nạp được, để chúng ta đạt được cái hiệu quả tối ưu nhất. Một số bệnh nhân ví dụ cao tuổi như và bệnh thận mạng thì cần thăm khám thường xuyên, tăng liều chậm thôi, theo dõi dấu sinh tồn chặt chẽ trước và trong khi tăng liều, lần lượt chỉnh liều từng thuốc, từng nhóm thuốc, theo dõi chức năng thận và điện giải đồ. Bệnh nhân có thể có cảm giác mệt hay yếu khi tăng liều, nếu dấu hiệu sinh tồn tốt triệu chứng sẽ hết sau vài ngày. Bệnh nhân không ngưng thuốc đột ngột, xem xét lại cẩn thận liều lượng thuốc điều trị suy tim để giảm triệu chứng trong khi tăng liều, và chúng ta chỉ liều tạm thời khi có bệnh không phải ở tim kết hợp, ví dụ bệnh nhiễm trùng phổi, nguy cơ thiếu nước vân vân, và hướng dẫn bệnh nhân gia đình về lợi điểm của điều trị. Đây chính là cái tổng hợp lại các cái giai đoạn của tiến triển của suy tim cùng cái bát các biện pháp điều trị như từ đầu cô đã nói, giai đoạn A, giai đoạn B, giai đoạn C, D. Giai đoạn A là gì? Giai đoạn A là giai đoạn bệnh nhân mắc các bệnh nhân mà mắc các bệnh mà có nguy cơ cao dẫn đến suy tim nhưng mà không có bệnh tim thực thể hoặc là không có triệu chứng cơ năng của suy tim. Ví dụ bệnh nhân ấy chỉ mới mắc tăng huyết áp, bệnh xơ vữa mạch vành, đái tháo đường, béo phì, chứng chuyển hóa, vân vân. Còn giai đoạn B là gì? Có bệnh tim thực tổn nhưng mà không có triệu chứng suy tim. Ví dụ bệnh nhân tiền sử có nhồi máu cơ tim, có tái cấu trúc thất trái, có bệnh van tim, không có triệu chứng cơ năng. Còn giai đoạn C là có bệnh tim thực tổn và hiện tại hoặc trước kia có triệu chứng cơ năng của suy tim. Ví dụ cái triệu chứng đó là mệt, khó thở. Còn giai đoạn D là suy tim kháng trị, cần can thiệp đặc biệt. Thì ứng với mỗi cái giai đoạn đấy, chúng ta có thái độ điều trị như thế này. Thái độ điều trị của giai đoạn A là điều trị các cái bệnh nền để đạt mục tiêu tốt bằng các nhóm thuốc. Giai đoạn B là chúng ta bên cạnh các cái biện pháp của giai đoạn A còn thêm một số các nhóm thuốc nữa và điều trị bằng dụng cụ trên bệnh nhân chọn lọc. Giai đoạn C là giai đoạn ngoài các biện pháp của giai đoạn A, giai đoạn B chúng ta còn phải hạn chế cái lượng muối ăn vào, kèm theo dùng tất cả các cái nhóm thuốc có thể dùng được cho bệnh nhân ở tùy từng đối tượng. Bên cạnh đó chúng ta điều trị bằng các cái dụng cụ trên những bệnh nhân chọn lọc như tạo nhịp hai buồng thất, máy tạo nhịp phá rung. Còn giai đoạn D thì chúng ta phải tổng hợp tất cả các cái biện pháp của giai đoạn A, B, C lại và quyết định về mức độ điều trị thích hợp đó. Và một trong cái mức độ đó đó là gì? Ghép tim, truyền thuốc co cơ tim liên tục, trợ tim cơ học vĩnh viễn hoặc là thuốc hoặc phẫu thuật thử nghiệm. Thì đây chính là các cái phương án để cho chúng ta điều trị suy tim mạn theo từng giai đoạn. Ở đây là cái lược đồ để chúng ta tiếp cận một bệnh nhân suy tim. Khi nghi ngờ bệnh nhân có suy tim, bệnh nhân đến mô tả là khó thở, có dấu hiệu suy tim. Nếu như trong bệnh cảnh cấp tính, bệnh nhân khó thở ngặt nghèo, lúc đó chúng ta vừa cấp cứu vừa phải làm gì ạ? Điện tâm đồ, X quang ngực, sau đó để siêu âm tim và làm các cái dấu ấn sinh học. Còn bệnh cảnh không cấp tính thì cũng làm điện tâm đồ, X quang ngực và đối chiếu với các cái kết quả của siêu âm tim và cái dấu ấn sinh học của suy tim. Mà tùy từng mức độ thì nó sẽ có khả năng là chúng ta sẽ sàng lọc được bệnh nhân này ít có khả năng suy tim. Thứ hai nữa là có khả năng suy tim. Thứ ba nữa là ít có khả năng suy tim. Như vậy là tùy từng mức độ mà triệu chứng, tùy từng mức độ của cái dấu ấn sinh học này, chúng ta sẽ khẳng định được là suy tim hay là không suy tim. Nếu suy tim thì chúng ta sẽ chẩn đoán xác định suy tim và tìm nguyên nhân và bắt đầu điều trị. Như vậy là đấy là một cái lược đồ mà các em nhớ cái dấu ấn sinh học đó là BNP hoặc là proBNP này. Các cái điểm cắt ọp của chúng như thế này. Và khi dưới điểm cắt ọp như thế này thì ít khả năng suy tim. Khi trên điểm cắt ọp
thì có khả năng là suy tim và người ta sẽ phải siêu âm tim để tìm chẩn đoán xác định và điều trị. Thì đây chính là cái bài suy tim, cô đã giảng những cái nét cơ bản nhất để chúng các em vỡ vạc ra tiếp cận với vấn đề suy tim. Rồi sau này chúng ta sẽ học từng vấn đề suy tim một thì chúng ta sẽ biết được cái phương án điều trị cho từng cái trường hợp cụ thể. Ví dụ hẹp hai lá điều trị ra làm sao, hở van động mạch chủ suy tim điều trị ra làm sao, tăng huyết áp suy tim điều trị ra làm sao. Ví dụ tùy từng trường hợp cụ thể chúng ta sẽ có phương án thuốc cụ thể. Giờ xin mời các em nghỉ. Bây giờ là 9:15. Chúng ta